ra như ra được cái tiếp hành thì ra thấy nên cứ nguyên như hồng dung đi vậy. Nó pha như hồng dung đi. Bởi vì ra thấy là sao, bởi vì nó không có chỗ mọc vào hai cái răng to kia nó mọc chèn lên. Chúc mừng sinh nhật tối nay. Đây đây gọi là ta để soạn.